Chào mừng các bạn đến với kênh AOE 4 của Clement, và đây là trận đấu đầu tiên giữa Beat và Marin trong khuôn khổ bán kết 2 của vòng đấu của giải đấu Golden League. Trong trận đấu này thì Beat là người cầm cho mình con Đức, còn game thủ Marinov là người cầm cho mình đó là con Marin là người cầm cho mình con Ottoman. Thi đấu ở McDrive River có 6 cái ổ cá nhỏ ở khu vực giữa bản đồ. Vâng, chữ nó bị ngược, anh em chờ một chút xíu nha. Chứ nó bị ngược, bây giờ thì cờ nó cũng bị ngược luôn. Mình chỉnh lại cờ một chút xíu. Rồi, trở lại với trận đấu. Trận đấu này thì game thủ Marin là người cầm cho mình con Ottoman, đang thiết kế cho mình cái bến tàu ở khu vực giữa bản đồ, bất bản đồ con, nên chúng ta cũng thấy rằng Beat cũng đang thiết kế được cho mình một cái bến tàu ở khu vực góc 2 giờ. Đây anh em có thể Beat đang bắt đầu thiết kế cho mình cái bến tàu đây. Và rời xa khu vực giao tranh anh em ạ. Vì biết được rằng game thủ Marin sẽ là một đống mà anh ta xây cho mình ổ khu vực bản đồ, sau đó là thiết kế cho mình những cái nhà lính ở khu vực bản đồ luôn. Nên là Beat lựa chọn cho mình đó là xây một cái nhà ở khu vực xa đây một chút, tránh tình trạng phải giao tranh quá sớm. Đang bắt đầu xin cho mình những cái tàu đánh cá đến từ vị trí của Beat nha. Một cái bến tàu thực tế mà anh ta vẫn có thể khai thác được cho mình năm cái bãi cá nhỏ ở đây. Trong khi đó Marin phang cho mình là 1, 2, 3, 4, 5, cũng là 5 anh em ạ, không đè vào bất kỳ một cái bãi cá nào. Còn có được cho mình con tàu đánh cá đầu tiên đến từ vị trí của game thủ Marin rồi. Nếu là một game thủ Marin ở thời điểm ngày xưa thì chắc chắn rằng sẽ là một đấu mà Marin ra cho mình hai cái nhà lính, giống như cách mà game thủ Luzon làm khi đối đầu với game thủ vô trách ở trong map đấu này, và cũng ở trong cái chất mà anh ta cầm cho mình con Ottoman. Nhưng bây giờ mà một Marin phiên bản hoàn toàn mới, chúng ta hãy cùng chờ xem còn thiết kế nhà lính ở ngay tại nhà chính của mình đến từ vị trí của game thủ Marin nha. Một bài đấu mà Marin cũng sẵn sàng những tình huống đánh về lâu về dài với cả con Đức trong tay game thủ ít rồi, chứ không phải một bài đấu mà anh ta dành toàn bộ tinh thần tinh lực của mình vào việc đập lổ cái bến tàu. Vâng, đập lổ cái bến tàu của Đức chưa phải là xong game. Marin cũng đã từng thua ở trong một trận đấu mà anh ta chiếm được biển rồi nhưng vẫn để thua đối phương. Cũng là một bài đấu mà Beat cầm cho mình con Đức, trong trận đấy game thủ Marin cầm cho mình con Nga. Marin cướp được biển nhưng vẫn để con Đức trong tay game thủ Beat vang phang chết ở trong một thế trận về lâu về dài. Và anh ta bắt đầu xin cho mình những đơn vị đánh giá đầu tiên, lao thẳng ra cái bến tàu của đối phương. Ba con thuyền cá, bên này cũng là ba con thuyền cá rồi ở nhà của mình, và Beat đang bắt đầu đưa rất nhiều dân của mình ra các bạn. Bốn con dân được Beat đưa rất nhiều các bạn. Anh ta không khai thác gỗ lên anh em ạ, không ăn gỗ, chỉ ra cho mình đúng ba con thuyền cá thôi. Ba con thuyền cá còn tập trung vào việc khai thác vàng, chuẩn bị để lên được cho mình cái đời hai sớm nhất có thể. Trong trận đấu này thì đời nhà chính của cái công trình gọi là nhà Nguyễn A Chen, chúng ta hãy cùng chờ xem Beat xây đâu đây. Anh ta xây dán vào cánh rừng này thì anh ta sẽ có được cho mình bolus ở cho mỗi một khu vực cánh rừng thôi. Còn nếu như anh ta dán vào khu vực bãi đá này thì anh ta sẽ có được cho mình cả bãi đá, cả bãi vàng và thêm một ít cánh rừng này nữa. Tôi cũng đang rất nghi ngờ một bài đấu mà Beat sẽ lựa chọn phương án đánh nhà chính thứ hai đây. Nào, bắt đầu vác dân. Đây đây, hay đây. Vâng, mang dân về. Xây cho mình một cái nhà Nguyễn A Chen ở khu vực này anh em ạ. Một cái nhà Nguyễn A Chen ở khu vực mà giữ hai cánh rừng. Marin có được cho mình là ba con lính giáo đầu tiên rồi, đang bắt đầu đập vào cái bến tàu của Beat. Có nhà lính thứ hai không? Chỉ là một nhà lính, một bài đấu mà Beat lựa chọn phương án lên thẳng đời hai. Marin ra lính giáo cố gắng đập đổ cái bến tàu này trước thời điểm đối phương lên hai. Nếu như để đối phương lên hai, anh ra cho mình một con thuyền tên bắn vào những đơn vị lính giáo này thì rất mệt mỏi. Thế thì Marin cũng có thể tách con lính giáo của mình đứng lệch ra vị trí để tránh tình trạng mà bị thuyền tên của đối phương bắn đổ, bắn chết toàn lính giáo của mình vẫn có thể hủy được bến tàu này. Nhưng bây giờ sẽ làm bài đấu mà Đức thua kinh tế với cả con Đức ở trong một bài đấu mà Đức có thể bỏ biển. Còn tôi nghĩ rằng con Đức trong tay game thủ Beat sẽ có thể bỏ biển nha. Bắt đầu đưa dân của mình ra đập đá đến từ vị trí của Beat, sẽ là một cái nhà chính thứ hai rồi. Nhà chính thứ hai, chúng ta hãy cùng nhìn xem với cái thiết kế nhà như vậy thì đây sẽ là một cái vị trí nhà chính thứ hai được đánh giá cực kỳ đẹp của Beat nha. Tôi xây cái nhà chính thứ hai ở đây, chúng ta sẽ có được cho mình một khu vực khai thác hươu, khai thác bách quả, và thậm chí là cả bãi vàng này cũng cực kỳ an toàn. Đối phương lên hai thành công, Marin cập lổ được cái bến tàu này, bắt đầu xin cho mình một con thuyền tên đến từ vị trí của Beat. Và nhưng cái bến tàu của anh ta không kiếm được.
đầu tách giáo ra đến từ của bên thủ Marin, tình trạng chuyển nổ như đủ quân mọi người. Quân vừa ra kịp tuy nhiên thì mất luôn cho một cái bến tàu rồi. Bây giờ nếu như là muốn thì biết phải xây cho mình một cái bến tàu khác để những con thuyền cá của mình có thể lục được tài nguyên về. Có được cho mình cái bến tàu thứ hai, đang bắt đầu thiết kế trình cái bến tàu thứ hai đến từ chính phủ của Marin. Lưu ý rằng Marin bây giờ không còn là một Marin quá hung hãn như ngày xưa nữa. Và thiết kế cho mình một cái trường bắn. Lượng đá của Bit hiện tại đang có là 172 đá. Anh ta cần cho mình đó là 300, thậm chí là Bit sẽ lấy cho mình là 400 đá nha. 400 đá để làm gì? 350 đá anh xây cho mình cái nhà chính thứ hai và 50 đá để còn lại anh ta là có thể nâng cấp cho mình công nghệ lũ số 2 ở một cái tròi canh ở khu vực nào đấy. Và tôi nghĩ rằng anh ta có thể xây cho mình một cái tròi canh ở khu vực này hoặc là bo cho mình một cái đây. Marin lựa chọn một bài đấu mà anh ta lên cho mình hai cái bến tàu. Vậy là một bài đấu mà khả năng cao nếu như khi đối đầu với một con Đức hay nhà chính thì Marin sẽ không thể công vào quá đất ở 12 được, mà Marin sẽ lựa chọn phương án lên ba thẳng. Vâng, con Ottoman này nếu như mà lên ba thẳng thì sức mạnh của nó cũng cực kỳ khủng khiếp với việc xin quân nhanh. Xin quân nhanh trước thời điểm mà đối phương lên được đến 3 thì anh ta sẽ có lợi thế, đó là harass và kinh tế của đối phương. Vâng, có lợi cho mình cái đền tỷ để cứu đầu tiên đến từ vị trí của bên thủ Marin rồi. Thiết kế thêm cho mình một cái thuyền ngựa nữa. Và một tình huống bị crash rồi. Khả năng cao là chúng ta sẽ bị restart lại trận đấu này. Rất nhiều trường hợp bị đứng này mà tôi chưa tìm được cách giải quyết mà phải xem lại rồi mọi người ạ. Em chờ mình restart lại trận đấu nha. Điệp thật. Mới xem được một tí đã bắt đầu chạy lại rồi. Bây giờ anh em ơi, chúng ta cùng tua đến cái thời điểm vừa rồi nhé. Tua 80 kịp nhanh nhỉ. Thế nhà Bit trong trận đấu này. Bảy hươu 7 con ở đây. Bảy hươu thứ hai của anh ta ở đây. Map đấu này là không có chợ mọi người nha. Map đấu không có chợ, nhưng mà cái việc mà trên cấp tài nguyên nó cực kỳ quan trọng. Những máy vàng nó là cố định, không thể việc đánh về lết từ những cái chợ được. Bit lên 12, Bit xây những cái mạng hay đá, nó đánh là thứ 2. Tăng cao cho thứ 2 ở đây. Marin xây cho một tàu thứ 2. Thực tế cho mình đá đổi sắp đôi để lên được 12. Để lại cho mình là 4-5 con dân vàng. Có lâm cấp công nghệ của mình. Marin đã bắt đầu đẩy những con giáo của mình lên khu vực nhà Bit. Bit đã xây lại để cho mình một cái bến tàu mới rồi. Đã có lại cho mình một cái bến tàu mới và một con cung thôi. Nhưng với cái đông linh giáo này thì tạm thời Marin chưa thể có được bất kỳ cái sát thương nào vào khu vực kinh tế của bên thủ ma của Bit cả. Bit có cho mình mà Bit chỉ lấy đủ 388 đá, vừa đủ để ra xây cho mình một cái nhà chính thứ hai và còn dư lại cho mình là 38 đá để nâng cấp cho mình công nghệ lỗ châu mai ở trong cái trò canh. Trong khi đó thì ở phía bên này Marin làm gì? Vâng, cũng đang bắt đầu đưa thuyền của mình ra khai thác đá. Có được cho mình một cái thùng ngựa thứ hai, là thùng ngựa đầu tiên rồi. Lượng dân vàng của ta vẫn đang là 4, chưa nâng cấp bất kỳ một công nghệ gì đến từ vị trí của quân thủ Marin cả. Và đây chính là cái ngày thứ hai đến từ công của Bit. Vâng, đang cố gắng đá hươu của đối phương ra anh em ạ. Đá hươu của đối phương ra có quá loạn một tí, không có hươu ngay gần nhà chính. Nhưng với ba con cung đứng ở đây rất khó để Marin có thể có được cho mình những cái chỉ số tiêu của chúng ta. 4 con cung rồi, một con Sivahi và một con kỵ nhẹ. Cố gắng ăn được con dân đầu của đối phương nào. Đang đổi toàn bộ giáo không, Bit đang di chuyển con dân của mình khá là khôn ngoan. Mất hai con cung đến từ vị trí của Bit rồi. Bit mất hai con cung nhưng mà Marin mất toàn bộ giáo. Nhà chính thứ hai cũng đã được thiết kế xong đến từ vị trí của Bit. Hai nhà chính sau đó rút lại 4 con dân xe đạp vàng. Và Marin nâng cấp cho mình công nghệ xe để tay. Và chúng ta hãy cùng chờ xem Marin liệu rằng có cho mình cái bến tàu thứ ba hay không. Tách thương năng của ngô đối với con Ottoman này thì đừng cho ăn sừ nhiều. Nếu như mỗi con tập trung lên 3 thì mark hết lưng của mình ra 4 cây quả ở trong cái nhà xây lương ở trong công trình ngăn bắc đời 3 của mình.
để cho tốc độ khai thác thực của dồn nhanh nhất có thể. Lên ma xong thì bắt đầu ăn cừu và tách bớt dân ra ăn quả sau. 1, 2, 3, 4 cũng có 4 đơn là vàng ở đây, lượng vàng của anh ta đang là 155. Bắt đầu thiết kế cho mình cái gì chưa? Trường quân sự đầu tiên. Để cho mình 200 đá đến vị trí của huyện thủ Marin để xây cho mình hai cái trường quân sự tiếp theo. Lương thực của anh ta đang là 400. Và thiết kế cho mình cái nồi đèn rồi. Ở phía bên này Marin nâng cấp luôn cho mình công nghệ chặt gỗ này, hai công nghệ cực kỳ quan trọng khi chơi A4. Về đúng nào phải đấu còn biết lấy thêm cho mình 38 đá để nâng cấp cho mình công nghệ gỗ châu mai ở trong cái tròi canh này, đảm bảo những con cái tháp vàng của mình được an toàn. Với cái việc là anh ta có được một cái nhà chính ở đây, một cái tròi canh ở đây, đây là cái khu vực tài nguyên của game thủ biết thì an toàn thì chúng ta có thể nhảy hai được nha. Và một tình huống Marin dí vào khu vực tài nguyên của biết, tuy nhiên thì với một vài con kinh nhẹ này cũng rất khó để có được cho mình những chỉ số kinh tối ưu. Biết xây cho mình một lớp hàng rào ở đây, và không phải một lớp hàng rào mà nhiều lớp hàng rào ở đây để có thể có được cho mình một khu vực an toàn hướng lên góc 12 giờ. Còn ở cái mặt bên này anh ta có được cho mình cái nhà chính phủ cũng như một cái tròi canh rồi. Vâng, bò thêm cho mình một lớp hàng rào nữa ở đây là anh ta có thể ngăn cản toàn bộ những gì mà game thủ Marin có thể gây ra ở trong thời điểm hiện tại. Bit cũng ra cho mình một vài con kỹ nhẹ để cố gắng câu kéo thời gian. Bit sẽ là người mà tập trung vực việc đó là lên được đời 3 sớm nhất có thể. Khi anh ta đã có được hai cái nhà chính rồi, nếu như game thủ Marin không phải là một tài đấu đẩy quá rát thì sẽ lên đời cho mình một công trình nhà thờ Relic với những cái Relic giúp ở rất gần nhà của mình nha. Còn trong trường hợp mà Marin đẩy quá rát thì sẽ lên đời rằng cho mình công nghệ cung kết, và trong thời điểm này tôi nghĩ rằng ít lựa cho mình cái công trình nhà thờ Relic rồi. 1.000 thực và 600 vàng. Bên này Marin thì sao? Marin cũng có được cho mình cái lượng kinh nghiệm khá đông để có thể ăn được dân cũng như là hiện tại cũng là khá có ăn dành cho game thủ Marin nha. Tăng dân vàng chưa? Vẫn chỉ là 3 dân vàng đến từ vị trí của game thủ Marin. Lượng thực của anh ta đang là 300. Gỗ đang khá nhiều, không có trường bắn, không có một trường bắn ở đây. Nhưng bây giờ quân của game thủ Marin chưa di chuyển lên cửa nhà, Bit sẽ lên 3 một cách cực kỳ an toàn nha. Bit lên 3 an toàn, Marin làm vậy đấu, anh ta có được cho mình hai cái bến tàu. Vâng, đang bắt đầu lên 3 và đúng là như vậy, Bit lên 3 bằng cái nhà thờ Relic khi áp lực của Marin gây ra ở thời điểm hiện tại là không có nhiều. Vâng, tình huống này quên xây cho mình đây. Phải xây lại cho mình một cái cổng ở đây để đưa cho con giáo sĩ của mình ra nhét luôn ở ngay gần nhà của mình. Marin bây giờ sẽ đẩy quân của mình lên những khu vực bên ngoài, kiểm soát những cái nơi mà Bit có thể đưa giáo sĩ của mình ra đây Bit từ sớm nha. Vâng, đang bật chế độ đi tuần ở đây không? Chưa thấy game thủ Marin bật chế độ đi tuần cho những con chi nhẹ mình ở khu vực gần cái nick đầu tiên của Bit. Vâng, lên rồi, thiết kế thêm cho mình hai cái chuồng ngựa nữa. Bit cầm đức nó là một cái điều gì đó cực kỳ khó chịu nha, của lối chơi của Bit là lối chơi mà có thể phát huy tối đa sức mạnh của con đức này, đó chính là sức mạnh về kinh tế. Khả năng bùng nổ kinh tế của con đức với bài 2 chính là cực kỳ đáng sợ. Marin có được cho mình 3 cái trường quân sự rồi. Lượng kỳ nhẹ của game thủ Marin cũng đang là khá nhiều, 13 con kỳ nhẹ ở hiện tại. Bây giờ nhiệm vụ của những con kỳ nhẹ này không phải tấn công vào những con dân của Bit, mà làm sao để delay cái thời gian lấy đích, không cho Bit lấy đích quá sớm. Marin đang bắt đầu lên đời bằng cái xưởng vũ khí hoàng gia mê mê. Lên đời xong lập tức thì thế tìm những con vẹt. Và ở phía lại tôi nghĩ rằng Bit cũng Marin cũng sẽ làm bài đấu mà anh tăng thêm cho mình những cái chuồng ngựa, đánh một bài châu kỳ lạc để có thể đối phó được với một bài đấu mà đối phương châu du dân. Và Bit đang có khá nhiều dân, cần có nhiều kỳ lạc để có thể lao vào trước thời điểm mà đối phương bùng nổ kinh tế, lấy kỳ lạc để hao bớt dân của đối phương đi, để cho khoảng cách kinh tế giữa hai bên nó không chênh lệch là quá nhiều. Bit vẫn đang Marin, các bạn thấy là Marin vẫn đang loanh quanh ở đây không cho Bit. Vâng, các bạn thấy là Bit cũng rất an toàn nha. Lên đời 3 xong anh ta cũng không vội vàng đi lấy tích quá sớm khi lượng quân của mình chưa có nhiều. Vẫn tập trung việc cho rất nhiều dân của mình khai thác vàng để có thể xin cho mình những đơn vị quân. Sau đó thì mới bắt đầu đưa học giả của mình ra lấy cho mình lên tích sau nha. Marin. Vâng, Marin là người lên đời 3 sau Bit. Bắt đầu xây cho mình cái thánh đường hồi giáo để có thể đi nhập cho mình những vị của đơn vị Marin. Đứng giáo và cùng tại nhà cho kỹ năng đi tuần tra trên bản đồ. Vâng, Bit đã lấy được cho mình cái thành tích đầu tiên rồi. Bây giờ khi lượng quân của anh ta đang có là khá nhiều và anh ta chuẩn bị mua cho mình một con học giả mới để xin cho mình để đi nhận cho mình những cái thành tích ở trên bản đồ. Một cái bắt đầu mang về, đây là cái thứ hai và đây là cái thứ ba. Anh ta cần phải có được cho mình 3 cái thành tích nếu như anh ta muốn chiến đấu trong một đấu bền lâu bền dài. Vâng, các bạn thấy là Bit đã bắt đầu cuốn cho mình những cái ruộng ở khu vực xung quanh cái nhà ngựa Achen rồi. Lối chơi của Bit là một lối chơi chắc về lực, nên là khi cầm cho mình con đức thì anh ta sẽ có được cho mình rất nhiều, ít nhất là 8 cái ruộng xung quanh cái nhà ngựa Achen của mình nha.
để tối ưu hóa cái lượng kinh tế mà con Đức có được nhờ cái nhà người Achen. Và một tình huống mà kỳ lạ David đang có hiện tại đang có bao nhiêu, đang có là 4 con và một tình huống đồ được anh ta ưu tiên lấy những cái tiền ra, nhưng mà cách làm sao khỏi được cái tầm mắt của Marin đây. Mới lấy được cho mình cái thành tích đầu tiên rồi, chưa thể lấy được cái thành tích thứ hai. Nhưng trong thời điểm mà quân của Pita bắt đầu dâng cao, không có lý do gì mà ta không cắt cho mình những lòng giả để gia nhập những cái pick ở gần nhà và đang bắt đầu xách váy chạy đi đây. Nhưng Marin cũng không phải là một con hàng dễ bị giật mũi đâu anh em ạ. Nếu như game thủ Marin không quản lý hai cái pick ở khu vực bên này thì sẽ là một bài đấu mà anh ta lao thẳng vào nhà chính của đối phương để ăn dân đây. Tiếp bây giờ sẽ làm gì? Đưa quân của mình đi cover cho những con hồng giả đến đích, hay sẽ phải ứng quân tại nhà để chờ đợi những tình huống harass những vị trí của game thủ Marin. Nhưng vị trí của Marin là ú lô lô. Ui giời ơi, không nhận được, đây là con đặc của game thủ Marin nha. Và bắt đầu lao thẳng vào nhà chính quân đến vị trí của game thủ Marin. Được, lượng quân của Marin đang có là 46, làm chính của anh ta 15 con lính giáo, 16 con nhẹ. Lỏ binh đang bắt đầu lá gác, may bắn đá bao nhiêu giây nữa mới giành nha. Vâng, con may bắn đá còn 5 giây nữa có được con may bắn đá đầu tiên. Và một ơn đến từ vị trí của Bit lao thẳng vào khu vực bãi vàng. Tuy nhiên thì Marin đang có được cho mình những đơn vị đánh giá cũng như là đơn vị lỏ binh đứng tại nhà rồi. Lượng quân của anh ta hiện tại đang có là 52, trong đó chúng ta có là ai là Bit đã có cho mình với là 10 con lạc nha. Trong đó thì Marin đang có 19 con giáo và 5 con lỏ binh. Vâng, con bắn đá đầu tiên đã có rồi, chuẩn bị đưa con bắn đá đầu tiên mình lên không. Vâng, rất nhiều kỹ nghệ của Marin vừa câu chết thì không nặng của Bit ở trong tình huống này. Marin Abit đã có được cho mình cái đánh đích thứ hai rồi, hai đánh đích của Bit rồi. Đang trên đường mang cái thứ hai trở về nhà, mang được hai cái về nhà rồi, ăn hết một bãi vàng đầu tiên, ta bắt đầu di chuyển ra bãi vàng thứ hai. Và đúng là như vậy, Bit đang bắt đầu quẩy cho mình những lớp hàng rào để có thể ngăn cản toàn bộ cái lượng quân của game thủ Marin nhé bạn. Nhưng trong trận đấu này rõ ràng Marin không phải là một bài đấu mà anh ta chơi về cái thế đó là harass, mà là một bài đấu mà Marin đang muốn tận dụng tối đa cái sức mạnh cơ giới đến từ con Ottoman này. Công trình nhắn mắt thời ba, anh ta đang chờ đợi con cơ giới thứ hai của mình xin ra. Sau khi có được hai con cơ giới cùng và một lượng quân đó là lỏ binh cộng với lính giáo đủ nhiều thì anh ta sẽ chuẩn bị lao vào nhà của Bit thôi. Rõ ràng khi cầm cho mình con Ottoman để chơi về một thế trận kinh tế đối với cả con đất này thì không thể sự khôn ngoan. Và các bạn thấy là Bit cũng đang cố gắng để lấy quân đổi dân của đối phương này. Lượng dân của Bit là 80, lượng dân của game thủ Marin sau một cái hồi mà Bit quẹt mỏ và còn mạng 36. Nhưng lượng quân 66 cộng 15. Hai con bắn đá rồi. Con bắn đá thứ hai đã ra chưa? Còn lại 42 giây nữa. Và không còn nhiều thời gian dành cho game thủ Marin nếu như mà anh ta không kết thúc trò chơi này sớm. Biết bây giờ thì sao? Tăng thêm cho mình những cái nhà lính, bắt đầu là thời điểm mà Biết phải chuẩn bị cho mình một lượng quân sự đủ để chống lại con Ottoman ở sắp tới rồi. Khi anh ta biết được rằng đây là thời điểm mà con Ottoman nó quẹt nhất, sau khoảng tầm 4 phút lên người xong, Ottoman sẽ có được cho mình một lượng quân cực kỳ mạnh mẽ của mình. Cộng thêm với cả một hàng một vài đồng cơ giới của mình. Còn 3 con lăn đá lại. Thành công! Ui, cây ba đi rồi bằng một lần rất mình bất hình. Marin mất đi cho mình con bắn đá. Bây giờ thì anh ta chỉ có được một con bắn đá thôi. Với một con bắn đá liệu rằng có kết thúc được trận đấu hay không? Một bài đấu mà bây giờ Bit cũng đã có được cho mình một con bắn đá để tiêu diệt những quân đỏ bên dưới luôn rồi. Bit đánh vào thế bằng thủ nhược và anh thắng. Anh ta cũng đang cuốn được cho mình khá nhiều ruộng xung quanh cái nhà người ta trên của mình rồi. Marin và một con bắn đá. Với một con bắn đá liệu rằng có dọn được nhà của mình hay không đây? Lượng quân của Marin đang có là 72 con ra. Và những tình huống tách quân ra để có thể chống lại những con can nan bắn đá khá là vị trí của quân của Marin. Vẫn ngắn mông là liên tục là rất nhiều giáo về nhà. Giáo kẹt với lỏ binh để cover cho con bắn đá của mình. Và cắt cái con bắn đá của Marin có biết ở những tình huống vừa rồi. Nhưng con bắn đá của game thủ Marin thì sao? Đã về với đất mẹ rồi. Lượng quân của Marin bây giờ không còn quá đạo so với Bit nữa rồi. Anh ta đang có cho mình là 55 đơn vị quân, trong đó Bit ngoài đấu và tặng chưa đẩy lên là 46 đơn vị quân. Còn ba rất nhiều đơn ra để lập ram, cố gắng bảo vệ cái trò canh, đã lên các công nghệ đến từ vị trí của Bit và bảo vệ được cái trò canh này thì lượng quân thiêu vào của game của Marin sẽ mất rất nhiều. Thì cái trò canh này nó có được cho mình một cái thành tích ở phần đầu tiên rồi.
Vâng, tất cả giáo khí ra để cover cho những một chiến tài cộng với cả những con giáo khí của tất cả mọi người quân chúng ta quá đông. Bây giờ thì game thủ Marin không còn những đơn vị quân có thể lao vào ăn dưng của Peter rồi, anh ta còn lại trong tầm 17 con đỏ binh, 4 con binh ngủ. Vâng, 1-2 con giáo không còn những vị trí của game thủ Marin nữa rồi. Bây giờ, một kèo đấu mà Pit hoàn toàn nằm ở thế cửa trên. Cái vấn đề của game thủ Marin là bao giờ thì anh ta và bao giờ thì bất tỉnh nhân sự thôi. Không còn đủ lực để có thể chống lại một tình huống Odin của đối phương rồi. Các bạn thấy là Pit căn thời điểm Marin phút quân và lên cho mình những nhà quân để chống lại quân của Marin là quá tốt nha. Anh ta ra cho mình đó là ba cái nhà lính, ra cho mình những đơn vị lính giáo để giữ lại con xe của mình. Giữ lại một con xe để đẩy đi tất cả những đơn vị lính và lính giáo được tràn vào nhà mình. Chỉ cần một con xe thôi là quân của con Ottoman này không thể lao vào được. Một bài đấu mà rõ ràng Pit có được cho mình cái sự chuẩn bị về kinh tế là cực kỳ tốt, cũng như là cái tham minh về cái thời điểm đẩy quân của con Ottoman là quá tốt. Đúng 4 phút sau khi lên nở của con Ottoman, 4 phút sau khi nhảy ba của con Ottoman, anh ta liếm được của game thủ Marin đâu đó khoảng tầm 15 con đơn. Và bây giờ thì Pit có được cho mình cái thế là quá chắc bài rồi. Bắt đầu đóng cho mình những cái chòi canh xung quanh nhà để ngăn cản đối phương đi hát hát. Và đồng thời thì anh ta cũng bo được cho mình gần như là kín kẽ toàn bộ rồi. Thời điểm này là một thời điểm mà anh ta có thể tung cho mình những con đường ra trong đường kiểu như Marin. Marin cũng tiếp tục cho mình một lượng quân nhỏ nhỏ xinh xinh trước cửa nhà của Bít để công vào nhà của Bò trong một bài đấu mà không có tạo được quá khó khăn dành cho bên của Marin. Và trong bàn đá tiếp theo của bên của Marin đã làm anh ta mất con bàn đá thứ hai ở thời điểm quá sớm và tỷ số là 1-0 cho Bít ở trong bán đấu đầu tiên. Một trận đấu được coi là tham minh tuyệt vời đến từ vị trí của Bít. Vâng, bắt được con bàn đá thứ hai của game thủ Marin, ra cho mình những cái vũ khí cơ giới ở đúng thời điểm mà đối phương đẩy quân đến trước cửa nhà mình. Một lượng lính giáo của game thủ Bít được xin ra bảo vệ cho con cơ giới của mình, khiến cho những cái đơn vị quân của game thủ Marin xin ra thứ hai gần như là không có bất kỳ một chút tác dụng nào cả. Anh ta ra cho mình những con kỵ nhẹ để làm gì, để có thể chống lại một vài đấu mà đối phương ra phóng nao hạ gục những con máy bắn đá của mình ở thời điểm đầu. Nhưng mà một vài đấu mà Bít chủ động ra cho mình những đơn vị lính giáo sau khi có được cho mình những cái chỉ số kill tốt về mặt kinh tế. Anh ta đảm bảo được rằng là mình chỉ cần thủ được thôi là anh ta thắng. Thế nên anh ta không ngại ngùng gì mà đầu tư cho mình những cái vũ khí để counter lại những gì mà Marin có. Vâng, rõ ràng một bài đấu mà khi đối đầu với cả con Ottoman thì các bạn chỉ cần ăn được 1-2 con bắn đá đầu tiên của Ottoman thôi thì mọi kế hoạch của Ottoman đều là phá sản, vì Ottoman là một đơn vị quân mà thường là lối chơi lấy mạng đổi mạng. Ít khi người chơi Ottoman sau khi lên 3 xong mà lại tập trung vào việc làm kinh tế. Thường là nó sẽ tập trung vào cái việc đó là spam lính. Và khi mất đơn vị cơ giới rồi thật sự là như kiểu rắn mất đầu vậy, không biết làm gì để thắng. Tỷ số là 1-0 dành cho Bít ở trong bàn đấu đầu tiên.